Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Studio. Ở thời điểm hiện tại thì trên thế giới chúng ta có hai thứ được mệnh danh là mỏng manh nhất. Đầu tiên đó là thủy tinh. Và chắc chắn thứ hai đấy là mạng ở Việt Nam. Khi mà chúng ta liên tục có những cái thông tin liên quan đến việc đó là cáp quang bị đứt và sẽ mất một thời gian rất lâu để có thể sửa chữa. Thật sự thì trong cái khoảng thời gian đấy tốc độ truy cập mạng của chúng ta sẽ rất là chậm. Khi mà chúng ta sẽ phải mất một khoảng thời gian đâu đấy khoảng 5 cho đến 6 phút để có thể truy cập vào được một trang web cơ. Đây là một trong những điểm mà rất là hạn chế ở thời điểm hiện tại. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một cách để khắc phục cái trường hợp đấy là vào mạng lâu ở thời điểm hiện tại bằng việc chúng ta sẽ sử dụng một ứng dụng. Và ứng dụng nào thì ngay sau phần intro chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Intro nào. Thật ra thì ứng dụng này cũng không phải là một ứng dụng quá lạ lẫm đối với chúng ta nữa khi mà trước đó nó đã rất là nổi ở trên các diễn đàn rồi. Và đó là ứng dụng 1111. Về cơ bản thì chúng ta hoàn toàn có thể tải ứng dụng này một cách miễn phí ở trên cả App Store cũng như là CH Play. Đây, mình sẽ truy cập vào CH Play cho các bạn xem luôn. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể tải được ứng dụng này ở trên cả hai nền tảng, đó là iOS cũng như là Android. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đi vào để setup cái ứng dụng này. Thì mình vừa mới bật lên rồi, mình setup. Chúng ta sẽ chấp nhận VPN cũng như là thông qua một vài bước nữa để có thể đi vào cái màn hình chính như thế này. Rồi, và để kích hoạt thì chúng ta đơn giản, chúng ta chỉ cần bật hai cái này lên. Và sau đấy tất cả mọi thứ chúng ta phải làm đó là chờ cho thiết bị của chúng ta có thể kết nối được. Về cơ bản thì đây là một cái ứng dụng mà giúp chúng ta có thể chuyển vùng dữ liệu ấy, giúp chúng ta có thể truy cập vào được những cái trang web mà đến thời điểm hiện tại Việt Nam chúng ta vẫn đang cấm. Như kiểu là Liên Xô chống Mỹ, những cái trang web nghiên cứu cái phim gọi là hành động tình cảm hai người với nhau ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm này và truy cập được vào những trang web đấy. Đây là một trong những điểm mà giúp anh em FA một phần nào đấy cũng đỡ cô đơn hơn trong cái thời điểm hiện tại. Nắng nóng này mà còn cô đơn ấy, thôi đúng là chán lắm rồi. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng ứng dụng này, chúng ta có một tốc độ kết nối web nhanh hơn, thì chúng ta sẽ có một câu hỏi được đặt ra rằng liệu phần mềm này có bảo mật hay không. Thì mình cũng nói luôn, đó là anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Khi mà sử dụng cái phần mềm này thì chúng ta vừa có thể tăng tốc được tốc độ internet, và ngoài ra chúng ta sẽ có thể bảo mật hơn rất nhiều và tránh trường hợp là chúng ta bị đánh cắp dữ liệu. Thật sự thì ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta sử dụng internet thì nó gần giống như cả là một con dao hai lưỡi. Khi mà dùng thì rất là tiện, nhưng mà chúng ta vẫn rơm rớp cái nỗi lo đó là bị đánh cắp dữ liệu. Như ngay ở bên dưới thì các bạn có thể nhìn thấy đó là chúng ta sẽ có một dòng chữ đó là "Your internet is private", tức là ở đây chúng ta cái mạng này hoàn toàn cá nhân và không hề để lộ ra bất cứ một thông tin nào cả. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên phiên bản phần mềm này một cách gọi là nhanh hơn nữa bằng việc đó là chúng ta sẽ chấp nhận bỏ ra một khoản tiền đó là 22.000 một tháng, hoặc là chúng ta sẽ giới thiệu một người bạn để có thể có thêm một ghi. Đây là một trong những cái mà rất là tốt ý, giúp chúng ta có những cái tốc độ truy cập web nhanh hơn này, và cái khoản phí chúng ta bỏ ra cũng không quá nhiều, giống như kiểu chúng ta phải bỏ ra tầm 300-400 nghìn để có thể nâng cấp băng thông các thứ, thật sự rất khó chịu luôn ấy. Tiếp theo đó là về các tính năng ấy, thì như mình cũng đã nói vừa nãy, cái app này sẽ giúp chúng ta có thể truy cập web nhanh hơn này, có thể tải một cái trang web mà không mất quá nhiều thời gian giống như kiểu là chúng ta sử dụng mạng bình thường. Và ngoài ra thì để tắt cái app này đi thì cũng rất là đơn giản. Đấy, chúng ta chỉ cần gạt cái cần gạt này xuống thôi. Sau đấy là chúng ta sẽ có lựa chọn đấy là dừng lại trong khoảng thời gian đó là 15 phút này, dừng lại trong khoảng thời gian 1 giờ này, hay là chúng ta có thể vô hiệu hóa cho đến khi nào chúng ta bật lại được. Và nếu như mà các bạn mà sợ bị gọi là người yêu các thứ mà nghĩ là dùng cái app này để mà nghiên cứu mấy cái lung ta lung tung thì chúng ta có thể tắt luôn. Đấy, không vấn đề gì cả. Và vừa rồi thì mình đã chỉ đến các bạn một cái phần mềm mà giúp chúng ta một phần nào đấy vừa bớt cô đơn này, và một phần nào đấy cũng khắc phục được cái tình trạng đứt cáp ở thời điểm hiện tại. Vậy theo các bạn thì đây có phải là một ứng dụng hữu ích hay không? Thì đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.